Ôi chị Hai lên kìa. Ủa, ngâm chân đi má. Ủa đâu mà lẹ vậy? Dạ con làm sẵn rồi, thấy cô Út định đi ra, con đem vô luôn mà. Má coi chừng nóng nha má. Dạ. Nè, chân có nhức á thì để vô ngâm đi. Già lớn rồi nó nhức chân lắm, để ngâm đi. Tôi không phải là tôi nhắc cái chuyện cũ, nhưng mà liều mình già lớn rồi mình phải tự lo cho thân mình. Cũng may là nhờ có thằng Thành nó lo cho tôi hết trơn à, chứ nhờ tới mấy đứa gái hả, có mong mà chết luôn à. Khó khăn lắm. Sao mệt quá, suốt ngày ca bài ca con cá. Thôi ngủ. Nhờ tụi nó có mong chết, con gái khó nhờ. Trời ơi, mà da của chị nhìn vậy là ok lắm mà. Nhìn là em thấy đẹp liền luôn á chị. Ủa vậy hả? Đúng rồi đó. Nhưng mà biết sao không, mình không có cản được mấy cái lão quá. Cho nên á là bên em có cái sản phẩm, em đảm bảo với chị á. Đây. Vậy hả? Cái sản phẩm này chị mà sử dụng vô ha, em bảo đảm với chị luôn á là kéo lão quá. Đúng rồi, kéo dài tuổi thọ. Vô rồi. Kéo dài tuổi thọ mới làm. Người có thẩm quyền đâu. Đang đi xe gần tới rồi. Ok, em đọc số tài khoản đi, chị chuyển khoản cho em liền. Khoan. Cái này là thuốc gì đây? Thành phần ra sao? Cái này là thực phẩm chức năng đó chị, có chiết xuất từ thảo dược của thiên nhiên á, có chứa collagen với lại acid hyaluronic á, giúp chống lão hóa của làn da này nè chị. Nè, không cải lão hoàn đồng thì em có đền tiền á chị không? Dạ cái đó thì buôn bán mà chưa học thuộc bài thì đừng có ra đường buôn bán nghe chưa? Dạ xin phép chị em đi. Bán mà lừa đảo cái đó hả? Dạ, xin phép có ngày đi tù á biết không? Dạ. Nè. Khi không muốn xen vào chuyện của mẹ làm gì hả? Mẹ, nó lừa đảo đó mẹ. Nhưng mà đây là chuyện của mẹ, mẹ không cần con phải xen vô, không cần con phải dạy đời mẹ. Trời ơi, con chỉ muốn vạch trần để cho mẹ thấy thế là nó lừa đảo mẹ. Cái gì? Nó lừa hả? Dạ. Con nhìn đi, cái mặt của mẹ dễ bị lừa không? Hả? Nhìn đi. Bây giờ cái này trên mạng đầy à, mà mẹ thì mẹ ít cập nhật nên là mẹ không. Ý con nói là mẹ cổ hủ à? Ý con nói là mẹ nhà quê chứ gì nữa? Không phải mẹ. Không phải, con nói như vậy là phải rồi chứ gì nữa. Trời ơi là trời, Quân ơi là Quân. Trong lúc mẹ chụp hình để chị đi rút tiền trả lại cho em. Không cần đâu, chị không hiểu vấn đề hả? Bây giờ chị có làm gì đi chăng nữa cũng không bao giờ hơn tôi đâu. Đổi kiểu đi cô. Rồi. Với lại á, chị không thấy hả? Tôi chỉ việc chọn một món ngon trong một cái nhà hàng ngon là cô đã khen rất là nhiều rồi. Còn chị chỉ việc có mỗi chuyện là trả tiền mà làm cũng không xong. Biết chuyện nào mới hơn tôi. Đổi kiểu nè cô. Chỉ cần mẹ với Bình vui là được. Còn những cái khác chị không quan tâm. Hay là em cho chị số tài khoản đi, chị chuyển trả lại cho em. Chị chuyển một lần hay là phải chuyển đến 2-3 lần mới hết. Với lại tiền đó cũng là tiền của anh Bình mà. Chị bớt hơn thua với tôi đi. Bởi vì không bao giờ hơn được tôi, hiểu không? Cô ơi, có hình này cô, nhiều hình đẹp lắm. Đúng rồi đó. Đây. Mẹ chồng nàng dâu, ai ai cũng nhìn thấy. Sớm nắng rơi chiều dông và thiếu vắng.